friend. I've come to talk with you again because a vision softly creeping left its seats while I was sleeping, and a vision that was planted. Restless dreams, I walked alone. Narrow streets of cobblestone. Neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night. I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. No one dare disturb the sound. Quý vị và các bạn đang được thưởng thức chất âm rất là tuyệt vời của cặp loa nổi tiếng đến từ Nhật Bản với cặp loa Roland Model C1238B. Với chất âm khò khè và gai góc đến giật mình của cặp loa siêu khủng long có cấu hình rất là đặc biệt như là cỗ xe tăng đến từ Nhật Bản trước máy quay. Trọng lượng của nó nặng tới gần 1 tạ và được trang bị bát giúp 40 cũng như quả can gang 4 lỗ siêu khủng như Antech 19. Và với đặc trưng, chúng ta đã thấy được rằng sự thể hiện của cặp loa chân thực đến từng hơi thở của ca sĩ và đồng thời đi kèm theo uy lực mạnh mẽ như là hai cái súc khủng nhất ở phần cục bát 40, với đặc trưng giải trầm mềm và sâu thẳm cho người nghe ở những chế độ nghe nhỏ nhất vẫn cực kỳ là tuyệt vời. Và chúng ta thấy được rằng sang những dòng nhạc với tiết tấu nhanh và mạnh thì chúng ta sẽ thấy được sự thể hiện của cặp loa này như là một cái vũ trường di động ngay trước mặt cho cả nghe đa thể loại nhạc cũng như karaoke chuyên nghiệp. Chúng ta sẽ không tốn thêm một xu đầu tư thêm súp và trầm cũng như là loa nơi hay loa tay cho những không gian phòng khách lớn từ 50 cho tới một vài trăm mét vuông hoặc các nhà hàng, quán bar hay vũ trường. Mời anh em cùng thưởng thức tiếp theo và tôi sẽ phân tích cấu hình của cặp loa Roland Model C1238B siêu khủng long có cấu hình như chúng ta vừa thấy trước máy quay. Mời anh em cùng nghe. Thank you.
nhận và trải nghiệm mà thấy chất âm của nó có tuyệt vời không ạ? Với sự thể hiện mạnh mẽ như là một vũ trường di động trước máy quay và đặc trưng tiếng bát xuống rất sâu và mềm mại và giải trung âm thể hiện cực kỳ là chi tiết đến từng hơi thở của ca sĩ với cặp loa siêu khủng Roland Model C1238B còn mới và đẹp như khui thùng. Và anh em cùng quan sát lại một lần nữa chi tiết trước máy quay trên kênh của Toàn Audio Nam Định. Sở hữu phần thùng gỗ siêu bền và được bọc da thú, chúng ta thấy được rằng nó được bọc nguyên một lớp da và tất cả các góc cạnh của nó được kê góc và còn đang ống lấp lánh trên phần da siêu bền này. Chúng ta có thể để ngoài trời, các không gian ngoài trời cho tới các quán bar, vũ trường hay các phòng khách sang trọng. Với thiết kế, chúng ta thấy được rằng sự thể hiện đặc trưng của dòng loa này khác biệt với tất cả những model loa khác trên thị trường. Chúng ta nhìn từ xa thì nó có cấu hình gầm gừ như là hai cỗ xe tăng đến từ Nhật Bản. Với trọng lượng nặng tới trên 80kg trên cặp loa này. Sở hữu chiều cao 80cm trên cặp loa Roland C1238B. Ngang 60 và hậu sâu tới trên 40 phân. Công suất auto watt và nó thể hiện rất mạnh cũng như rất lớn trên cặp loa này. Mỗi một củ loa được thiết kế đại diện ở ngưỡng 120W. Bộ e-căng thể hiện đẳng cấp khác biệt với hai thanh hợp kim phía trên cũng như phía dưới và chúng ta có thể nhìn xuyên thấu vào phía bên trong. Duy nhất chỉ che cho quả bát phía bên dưới và chúng ta vẫn nhìn thấy quả bát phía bên trong khi mà đậy e-căng lại. Với thiết kế một bát siêu trầm, đường kính 40cm, từ lớn tới 20 phân, hai ống hơi thở về mặt trước và sở hữu bộ gân đặc biệt gồm một form cong và một form xếp tẩm dầu. Từ lớn tới 20 phân, màng loa, lòng loa rất sâu, hai cái râu khá là dài. Đây cũng là những quả bát bậc nhất trên giới audio khi thể hiện về giải súp ở phần cục bát 40, hoàn toàn không ngán bất kỳ đối thủ nào, được cho rằng mạnh nhất cũng như sâu nhất. Đây là ưu điểm đầu tiên với Roland C1238B. Phần bên trên chúng ta cùng quan sát của cặp loa này, nó được trang bị nguyên một quả kèn ngang 4 lỗ siêu khủng tương tự như trên Antec 19 đắt đỏ ở ngưỡng hàng trăm triệu đồng. Nhưng chúng ta thấy được rằng đẳng cấp trên Roland nó được thể hiện khác biệt. Quý vị thấy đã không ạ? Đây là hai quả kèn ngang rất là đắt đỏ trên thị trường audio. Anh em hay mua rời độ chế, chúng ta sẽ biết được giá trị của những quả kèn ngang được nhân hóa phần lời hát hay còn gọi là trung âm từ những tiếng nhạc cụ nhỏ nhất hay từng lời hát khò khè và gai góc. Chúng ta sẽ thấy được rằng nó cực kỳ là ưu việt, mang lại cho người nghe chất âm của giới sành nghe và khó tính nhất trên giới audio. Đây là ưu điểm thứ hai của cặp loa Roland C1238B. Hai quả chắc kèn nằm chính giữa trên một cái bảng bằng hợp kim rất là lớn và biểu tượng logo Roland. Chúng ta thấy được rằng nó được thiết kế với dòng chữ phản quang, khi mà có ánh điện nó sẽ đổi màu rất là đẹp. Đây cũng là những điều đặc biệt mà hoàn toàn không cặp loa nào nắm giữ được cấu hình như cặp loa này. Chúng ta thấy được rằng tất cả các góc của nó được kê rất là đẹp, sáng nấp nánh mặc dù với tông màu ren sang trọng. Huyền bí của cặp loa siêu khủng long có trọng lượng nặng tới gần một tạ trước máy quay, có thể chơi đáp ứng cho bất kỳ không gian phòng khách nào từ 50 cho tới một vài trăm mét vuông. Phần bên trên vẫn là tôi đang phối ghép cùng với con Technic Q6 chạy 24 con sò Toshiba Japan, công suất 150W cho một con sò công suất và có bù áp rất khỏe với phần mặt phanh nhôm sang trọng. Một con vang số chỉnh cơ Realtek C-71V, dòng cao cấp nhất trên thị trường, tích hợp tối ưu đầy đủ nhất những tính năng cho anh em ăn chơi khi nghe nhạc lẫn karaoke. Đặc biệt khi nghe nhạc nó trưng dụng mạch nọc âm sắc khi điều chỉnh giống như là được tích hợp một con nọc trên con vang số chỉnh cơ này và bất kỳ ai cũng có thể điều chỉnh được với những dòng vang cao cấp và hiện đại nhất này. Như vậy chúng ta đã thấy được cấu hình xịn sò mà tôi đang phối ghép trước máy quay cho cặp loa còn đang mới long lanh như khui thùng, đẹp tới từng cm. Cho dù những căn phòng khách của chúng ta sang trọng thấy đâu đi chăng nữa, quý vị vẫn thấy được rằng khi mà được đặt những cặp loa siêu khủng như thế này, nó sẽ thể hiện đẳng cấp của người chơi về trưng bày. Và với âm thanh, có lẽ rằng chúng ta miễn bàn luận ở mọi phương diện, nhất là trong phân khúc tầm giá cho cặp loa siêu khủng với trọng lượng nặng gần một tạ này còn đang rẻ hơn cặp Bose 601 Serie 3. Tôi lưu ý rằng ở phân khúc tầm tiền hoàn toàn nó sẽ không có đối thủ so đọ về chất âm và chúng ta sẽ không tốn kém tới một xu đầu tư súp và trầm. Bản chất giải trầm của nó đã là dư thừa xuống rất là sâu
và rất mạnh mẽ. Và sự thể hiện chơi được đa dạng các phong cách nhạc mang lại cho người nghe đẳng cấp với chất âm của Roland C1238B đến từ Nhật Bản, xứng đáng tới từng đồng tiền bát gạo. Trên kênh của Toàn Audio Nam Định luôn dành cho anh em có phong cách màu đẹp nhất với những ưu đãi tốt nhất trên kênh của mình. Xin chân thành cảm ơn. Bao nhiêu sắc hoa là bấy nhiêu.